thì nguyên cái bucket đó là bình thường là 21.99, bây giờ là còn 10 đồng thôi à các bạn. Và ta-da! Các bạn ơi, thơm chưa? Rồi, nguyên thơm ngon hết sợ. Thôi ôi, nó tươi rói luôn, cua hôm nay mới về tươi rói luôn á các bạn. Kichi và gia đình sẽ cắm trại, tối ra đây ngủ các bạn. Có cái mền sleeping bag giống vậy nè. Xin chào các bạn, welcome các bạn đến với KT Food Stories. Hôm nay là KT đưa các bạn và giới thiệu các bạn là cứ mỗi thứ ba hàng tuần là KFC sẽ có cái deal promotion mà rất là rẻ luôn. Đó là bình thường một cái thố gọi là bucket đó, người ta bán là 8 miếng là 21.99, nhưng mỗi thứ ba thì người ta sale xuống còn có 10 đô các bạn. Tức là mỗi thứ ba là các bạn sẽ thấy hết rần, là nhiều gia đình, nhất là người Việt Nam của mình thích mua những mặt hàng sale mà ngon, có ngoại KFC quá nổi tiếng rồi. Thì mình thấy là mấy bạn ở trên online, trên Facebook rồi chia sẻ rần luôn là ai cũng ăn gà hết trơn. Cho nên là hôm nay mình mua thì ở đây người ta có cái loại original và loại crispy. Tức là original thì nó mình thấy cái da nó hơi mềm gà chiên, còn crispy thì nó hơi giòn, chứ cũng không phải là giòn lắm. Cho nên là bây giờ mình quay cái menu cho các bạn xem nha. Và sau đó mình đi mua trà sữa và mình đi mua cua về ăn nữa các bạn. Thì mỗi thứ ba các bạn tới KFC người ta sẽ có một cái deal rất là rẻ mà nửa giá thôi, 8 miếng. Đó, family chicken nè, family chicken 8 miếng, nguyên cái bucket vậy nhưng mà không phải đầy vậy đâu nha. Thì nguyên cái bucket đó là sẽ bình thường là 21.99, bây giờ là còn 10 đồng thôi à các bạn. Rẻ ha. Thứ ba các bạn có thể ghé đây. Thank you. Đó, nguyên một cái hộp như thế này nha các bạn. Thì dĩ nhiên nó sẽ không có cái bucket giống như trong hình. Ồ thơm quá à. Trong gà chiên á, thì bạn thích ăn tiệm nào nhất, như là chicken chocolate chicken nè, rồi Popeye chicken nè, rồi KFC. Tạm thời mình nhớ có 3 tiệm đó. Thì bạn thích cái tiệm nào nhất bạn chia sẻ KT nha. Đối với KT á, là KT thích cái vị và gà của chocolate chicken nhất, kế đến là Popeye, rồi kế đến là KFC. Và bây giờ mình đi mua trà sữa uống nha. Trà sữa thì có nhiều tiệm lắm, nhưng mà mình cũng vậy, tiện đâu mình mua đó các bạn. Video này không ai tài trợ nha. Trà sữa ở đây thì uống được thôi các bạn. Mình vô trong tiệm thì người ta mở nhạc lớn quá, bị bản quyền, cho nên KT không có vô trong đó quay. Nhưng mà trà sữa thì ở trong tiệm này á, trà sữa đây là tiệm Meat Fresh ở trên đường Brookhurst, uống cũng ok. Thường thường là mình thích uống cái Win-Win Milk Tea á, uống cái đó là nó có nè, khát nước quá là làm hốc. Xin lỗi các bạn, khát nước quá trời luôn, chưa kịp quay là uống hết rồi, uống gần hết luôn. Các bạn nhớ tới đây nhớ kêu 50% ngọt thôi, không thôi ngọt lắm uống không nổi. 75% cũng còn ngọt nữa. Bây giờ kế đến là mình đi lấy cua về ăn luôn. Ra mua cua đang sale các bạn. Cua sống á, là cái giá người ta bán có 5 đồng con à. Cua cái á, còn cua đực thì 7 đồng, mà hấp á thì cộng thêm đồng con. Nghe quảng cáo thì thấy thèm cho nên ghé mua và chia sẻ các bạn luôn. Đây là mấy ly trà sữa với lại ly mình uống. Và ta-da! Các bạn ơi, thơm chưa? Đó, khi mà tới KFC các bạn nhớ mua cái loại crispy nha. Chứ cái loại mà bình thường original thì nó hơi mềm. Mình ăn thì mình lại thấy không có ngon bằng cái loại giòn giòn. Hấp dẫn chưa? Rồi hôm nay có sầu riêng nữa nè. Nhầm. Ăn cái miếng gia đình anh thích ăn này lắm, nói chung hình như ai cũng thích ăn này đó. Crispy là vậy nè các bạn. Wow, có đôi lúc em quên, em không có nói cái người ta đưa cái loại original, cái da nó mềm xìu à, ăn không có thích bằng. Mời đại ca. Mời bà cô chú, mời vợ, mời ra, bà chồng, bà cô chú.
Ăn xong rồi ăn cua. Dạ. Xong rồi cắm trại hôm nay luôn. Bữa nay có nhiều tiết mục ha. Ừ. Mà trời hè mà hôm nay mát ha. Công nhận ở Mỹ đồ ăn phải nói là rẻ ha, đại ca hả? Ừ, quá rẻ luôn hả? Nhưng mà nó không rẻ bằng hồi xưa. Thì tùy món thôi, nhưng mà ở Mỹ thì người ta hay có làm những cái sale á các bạn. Mình muốn tiết kiệm là cũng được nữa. Giống như McDonald's thì người ta cho, sẽ có những cái hamburger nhỏ nhỏ đồng mấy. Ủa lâu quá không ăn, biết còn giá đó không? Giờ Dollar Menu không có giá đó nữa. Ủa vậy hả? Một đồng không mua được gì hết. Ủa nhưng mà giờ cái Big Mac một đồng giờ còn là nhiêu rồi ta? Nó cũng hơn cách at least một đồng rưỡi hả? Ờ. Một đồng nữa, trong cộng tax tùm lum la chỉ có 2-3 đồng. Vậy hả? Dollar Menu nó cũng lên nhỉ. Ừ. Dạ. Chứ giờ không như là một đồng hết. Vậy là $3 Dollar Menu. Ừ. Nhưng mà cái này rẻ không? Cái này là quên cái receipt đâu ta? Cái bịch nãy đó chắc ở trong đó đó. Ờ, có 10 đồng mà 10 đồng chẳng luôn. Thì này hơn 50% nha, 50% off á, hơn luôn á. Tại vì á, cái giá bình thường là 21.99. Nhưng mà nên lưu ý ở đây là một cái combo là có một con hai chắc là chưa có. Chứ đứa bây giờ là ăn gà chiên cộng sầu riêng. Không biết có bị Tào Tháo rượu không ta? Chưa biết. Đúng rồi, thì bây giờ thấy cái combo này cũng bây giờ là đang khám phá. Ồ, còn sầu riêng thêm. Đúng rồi, khô mực hả? Ăn xong rồi cắm trại xong rồi nướng khô mực ăn nữa. Ăn nhã. Có còn nóng ăn chân ngon cưng. Thịt mềm như ba ngon. Có một điều là các bạn lưu ý nha, đó là cái gà này nè, khi mà các bạn mua người ta không có cho ketchup là tương cà, tại vì nhà Kitty hay mua mấy chai tương cà bự dần dần, Cam đưa cho bà cô chú rồi. Mỗi lần mua trong Costco là mua tới 2-3 bình, có khi người ta đi 3 bình, có khi người ta có bán 2 bình, thì cái bình mình mua nó bự lắm, cho nên là mình không có xin ở ngoài, mình ở nhà mình xài. Nhưng nếu mà ở nhà bạn không có hay là ở ngoài đường mình đang muốn ăn đi thì bạn phải lưu ý là phải xin người ta mới cho. Cái này là cái luật này nó người ta ra cũng hơi lâu rồi đó. Hình như là để tiết kiệm á. Lâu rồi mới ăn cái này các bạn. Phải không? Đại ca lâu rồi mới ăn lại phải không? Mấy tháng à? Nhà cái ít ăn mấy này. Ăn sống này rồi còn ăn cua nữa. Cho nên là mình mua một hộp vậy thôi à. Tại hôm nay có tiết mục nhiều đồ ăn lắm các bạn. Đúng là combo lạ. Cái này gọi là tráng miệng. Yeah. Tráng miệng, đúng rồi. Gà sầu riêng xong rồi cua nữa. Mà còn sầu riêng thơm dễ sợ luôn á nha. Có trà sữa nó sợ là biết sao luôn. Bụng mình tốt dễ sợ, phải nói là đi về Việt Nam không bao giờ bị, không phải không bao giờ nhưng mà hiếm khi nào gặp anh Tào Tháo lắm. Ủa Cam uống được không con? Dạ cũng ngon. Dạ, thì con là không, con thấy không ngon và mấy chỗ rồi con thử Wintermelon Milk Tea rồi nhưng mà uống cũng được. Con mua Wintermelon Milk Tea với cái foam thường thường, con cái foam là kiểu sea salt foam, nó mặn mặn nó chưa. Này không có hả? Vậy ba, thì Sơn mà nói á, mình tiện thì mình mới mua nha các bạn, chứ ở đây là mình không có chấm điểm là cao, nhưng mà mình gần đâu mình mua đó. Cái Wintermelon ở Kung Fu Tea con, con uống thử chưa? Là uống nó ghiền đi. Ừ, uống nó ngon. Con thấy lần trước mình uống Mix Fresh. Đúng rồi, lần trước con tới đây đó. Hôm nay Kitty ngày nào cũng mua một đống đồ ăn bỏ tủ lạnh rồi ở ngoài ăn á, ăn nghe cái tủ lạnh luôn. Ồ ngon. Ăn vậy cũng được rồi. Ừ. Đúng là ăn tráng miệng. Tráng miệng bằng gà. Mà công nhận các bạn có đọc về lịch sử của ông KFC không? Ông KFC là một trong những người thành công khi về tuổi về hưu. Lúc mà bạn nào mà đọc rồi đó, bạn mới nãy ổng, ổng thành công lúc mà ổng về hưu tuổi, giống như tuổi về già như sáu mấy tuổi đó, mình không nhớ chính xác, rồi đi bán gà, làm thử bán gà rồi cái người ta ăn ngon, cái bắt đầu ổng mới bán tiếp và kinh doanh thành một cái tiệm bán fast food to go. Sau đó rồi mới từ từ làm nhiều chi nhánh khác nhau mà thành công dễ sợ luôn. Tức là thành công, cái câu chuyện người ta chia sẻ là để cho mình biết là khi mà mình lớn tuổi mình vẫn còn có cơ hội phát triển làm giàu nha các bạn. Giỏi. Dạ, cũng hơn à. Ờ, ăn đi con. Dạ. Rồi, sầu riêng thơm ngon hết sợ.
vừa vô nhà là thấy nồng nàn thơm quá trời thơm, tráng miệng, xong rồi ăn cua rồi tráng miệng tiếp. Mày coi như tráng miệng ăn dessert xong rồi qua ăn cua. Sầu riêng này nó béo mà nó ngọt, béo dễ sợ luôn. Ngon thiệt, lâu quá có ăn sầu riêng. Làm biến đi chợ châu Á hả? Dạ, nhưng mà dạo này nó mắc quá, bên Thách Sự tôi thấy cây nhỏ xíu mà nó mắc quá. Trái hay mà dĩ không mua mấy trái á. Đừng mua trái làm biến. Tại định mua trái nó fresh, không mua mấy cái dĩ. Nhưng mà giờ mấy cái dĩ nó ăn cũng ngon đúng không? Mà tôi thấy trái mắc quá trên là không mua đâu quá hả? Mua mấy cái dĩ giống vậy nè, ở ngoài chợ Đông Ba bán một dĩ 12 đồng. Thì tùy chợ có chợ mà, nhưng mà cái thương hiệu khác nha. Ở Đông Ba bán 12 đồng thương hiệu khác, ở chợ bán 11 đồng thương hiệu khác. Cũng thèm quá thì mua một dĩ ở bên Texas, không biết bán nhiều chắc cỡ đó mười mấy đồng. Mình về Việt Nam mình thích ăn sầu riêng ri sáo các bạn. Mà sầu riêng đông mình bỏ vô làm tủ lạnh thì nó có cái ngon khác hơn. Hồi nhỏ là em thích ăn cái sầu riêng hộp này luộc lắm. Sao bây giờ ăn không? Anh như anh ăn hộp mít luộc. Không, hộp mít không thể nào mà ngon như hộp sầu riêng. Rồi ăn nó béo béo, dẻo dẻo. Cái có cái đậu dẻo á, mà ăn nó ghiền ghiền lắm các bạn, nó bùi bùi á. Ủa ngoại không ăn sầu riêng hả Cam? Năm nãy ngoại thử rồi. Không ăn nữa hả? Dạ. Ngoại ngoại cử đường. Dạ. Cử đường vậy chứ mà quất 10 ly chè. Tùy theo món. Tại là không có hảo sầu riêng. Mình hồi xưa cũng không hảo sầu riêng, mới ăn sầu riêng khoảng chừng 1 năm rưỡi 2 năm nay thôi. Hoàn thiệt đi, nói bây giờ cứ thử hoài. Hồi lúc trước á, nhà mình là kinh doanh sầu riêng á, ở bên Việt Nam. Dì của mình, rồi ba của mình á, lúc mà về tưởng là mình thích ăn sầu riêng ha. Ba mình mua quá trời sầu riêng mình không đụng tới luôn, không đụng một muối luôn. Không ăn một muối luôn. Rồi khoảng 1 năm mấy 2 năm nay mình ăn sầu riêng ri sáo, tại hồi nhỏ đâu có sầu riêng ri sáo các bạn. Tới lúc mà ăn sầu riêng ri sáo rồi lúc đó mới biết ghiền sầu riêng nhá. Không phải biết ghiền mà là thích ăn, tức là có ăn không có thôi chứ không phải thèm, nhưng mà ăn được chứ hồi trước là không đụng tới sầu riêng luôn. Người miền Nam nói là ăn tràn bản họng rồi. Bữa giờ Việt Nam ăn quá chừng, ăn tới nỗi nổi mụn mà ông trời ông thương mình các bạn. Phải nói là mình rất là cảm ơn cho tôi bị nổi mụn, nhưng mà gọi là trộm vía, không có bị nổi lên mặt, tại gương mặt là để cho mình làm ăn. Mình bị nổi mụn ở lưng đi, hay trên đầu, hay là ở sau ốc. Không có ở nhà rồi, thôi nham nhở biết bị phải không? Anh bị phải không? Trời ơi. Thì về mấy chỗ đó thì khỏi khỏi không. Đó thì không có bị, bị đâu là mình chia sẻ thiệt lòng. Đó là lưng nè, cổ nè, trên đầu nè. Đó là những chỗ mình bị. Nhưng mà ở trên mặt thì không, trộm vía thôi, đừng có ngồi trên mặt giùm cái. Đây các bạn, mới đem một mâm cua về. Mâm cua này á các bạn, một mâm dày có 40 đô à, người ta hấp sẵn cho mình luôn nha các bạn. Thôi ôi, nó tươi rói luôn, cua hôm nay mới về tươi rói luôn á các bạn. Mình thích mua cua ở ngoài chợ Đông Ba, lý do biết sao không? Là cua này á là vừa ở ngoài biển về cái là người ta đem vô chợ bán liền. Còn nếu mà mình đi những nơi khác á, thường thường người ta rộng thì để có thể là 1-2 ngày. Còn cái này là mình biết là vừa ở biển về cho nên ăn nó tươi rói rồi các bạn. Nè cua càng. Nhà mình á là chia hai phe, một phe ăn chẩm chéo, một phe ăn muối chấm của chú Hải ở bên Việt Nam. Cái này là đang hot rần rần luôn các bạn ơi, bên Việt Nam hot rần rần rồi, bên đây cũng vậy luôn. Chẩm chéo này là Katie làm ở tại Mỹ nha các bạn. Rất là ngon. Tại vì em của Katie không ăn cay được. Thơm. Này nhá, lại ăn cơm. Cam chấm thử không coi. Chấm nặng chanh vô nè. Mặn chanh vô. Chấm chẩm chéo á, các bạn biết không, bạn mua về cái này Katie không có bỏ bột ngọt. Cái này nó hơi cay nhẹ. Và các bạn mặn chanh vô, chấm hải sản, chấm gà luộc, chấm cái gì cũng ngon. Còn ăn trái cây không cần mặn chanh, chấm khô vậy nha. Đó. Còn muối ớt chú Hải rồi. Ngon. Ăn cả hai luôn cả. Yeah. Ăn thử. Thử chưa? Thử bây giờ chưa? Tại con thích ăn cay nên nhìn nó thêm thích. Cái này nó cũng cay mà cay ít, chắc con phải nặng thêm chanh cho mẹ con á. Muối, ớt, tươi, tỏi, tắc đường. Trong đây không có để bột ngọt nha các bạn. Đây nè Cam, cái chén con đâu rồi? Ở đây đây nè.
Wow, nhìn nó thơm. Thơm lắm, trong đây tỏi tắc đường rất là ngon nha các bạn. Thơm thì thơm luôn á. Ngon. Mời mời nha. Mời cả nhà. Mời các bạn. Thank you. Ngon. Cua này là cua cái nè. Không. Ồ, cua đực. Cua cái thì có gạch nhưng mà ít thịt hơn, tại gạch không à. Mà tươi rói à. Cua cam là cua cái á, gạch không mà gạch. Gạch đỡ chét á, đỡ ao à. Nè cam lấy cái miếng này ra để dì ba chỉ cho ông bà cô chú nè. Ấy là miếng đỏ. Gạch không là gạch các bạn. Ngon lắm. Ăn nhá. Mà biết sao cây chi thích cua đá không? Tại vì á mình ăn tươi được, tức là ở ngoài cảng đem vô cái á, là người ta về cái là mình ăn nó tươi, ngon. Với lại biết sao không? Cái này cắn nhẹ, nó không có cứng nhờ. À, đó, nhẹ. Cái vỏ nó xốp á, mà cái thịt nó ngọt. Ngon. Sốt ngon gì ba? Sốt ngon, con chấm thử chấm chéo coi. Chấm chéo cũng ngon. Chấm chéo ngon các bạn. Vừa lắm. Không có mặn. Chấm chéo các bạn mua về các bạn ướp với gà các bạn nướng rất ngon. Thơm gì vậy ba? Hay là ướp với lại gì nữa không cam? Ba rọi á. Trời ơi, áp chảo ngon lắm. Hay nướng air fry ngon lắm. Mẹ cái chi ăn chay các bạn. Không phải là ăn chay thuần, tức là ăn trứng được. Tức là mẹ cái chi không có ăn thịt, ăn cá, giống như chánh á. Ăn cũng lâu rồi. Từ lúc bệnh tới giờ là ăn mấy năm trời. Cho cam. Chậm chéo ngon ha. Ngon, ngon. Con có làm heo quay không? Chắc dạ chưa có. Có làm luôn rồi hả? Có gì ba có đưa chậm chéo với gì ba đưa cái hũ mà dạ bị heo quay. Dạ có. Nhưng mà có làm heo quay chưa? Ồ vậy luôn á hả? Trời à. Dạo này con nấu ăn nhiều hơn. Nhẹ hả? Tiết kiệm tiền. Ủa nhưng mà giờ con dọn chưa hay vẫn ở chỗ đó? Con dọn rồi, giờ con ra chỗ mới. À. Ngoài quá chị gạch lắm. Con thích là ăn mà nhiều gạch. Gạch. Chị mà ngộ lắm, gạch nó cua cái lại rẻ tiền hơn cua đực. Tại vì nó nhỏ hơn á, cua đực nó bự hơn cho nên 7 đồng con. Còn cua cái á, là cua gạch này nè là có 5 đồng con rồi các bạn. Người ta bán người ta tính con, tại biết sao không? Không có thời gian cân. Mà nó bằng bằng ngang ngửa nhau á. Cỡ 1 pound 1 con. Còn cua đực á là hơn 1 pound, bự hơn cho nên mắc hơn. Chẩm chéo ngon. Mà chẩm chéo của Katie sắp hết hàng các bạn. Mùa này mua không có hàng. Tức là không có đúng mùa. Phải đợi vô mùa mới có hàng lại. Còn ít lắm. Cho nên là bạn nào mua mà hết rồi đó, gọi vô mà hết rồi đó, thì để cho Katie xúc thời gian. Vô mùa Katie làm lại. Chẩm chéo bán được. Tại vì mình làm mình bỏ nhiều nguyên liệu ngon á, tốt lắm, nó thơm lắm. Chứ không phải cái hũ mở ra là ớt không nha các bạn. Hạt dổi nè, mắc khén nè. Lá chiên khô ăn. Khô cá đù. Rồi khô cá dứa. Các bạn ơi, ăn tráng miệng. Bánh mì hoa cúc. Cái bánh mì hoa cúc này á, hết một thời gian rồi. Nhưng mà lúc đó là ở trong Costco. Cái loại bánh mì hoa cúc ở trong Costco không phải là cái này. Loại đó khác. Cái loại này là nó ngon, xuất sắc. Cái loại này là nếu mà bạn nào mà ăn bánh mì hoa cúc rồi thì các bạn sẽ biết cái loại này. Cái loại này là loại real, loại thiệt. Còn cái loại trong Costco là nó khác, cái vị nó khác các bạn. Đó, một ổ của nó là như vậy nè. Đó, đây là bánh mì hoa cúc nha các bạn. Mà nó mềm, nó ngon lắm các bạn ơi. Cái này ngon, thiệt ngon. Không phải nói mình nói là ngon kinh hồn luôn á. Đây nè, chị đã đợi từ nãy giờ luôn bà cô chú ơi. Hay.
cái ổ bánh mì hoa cúc vậy nè các bạn. À, xé ra là nó như vậy nè. Wow, ngon quá. Ăn miếng bánh mì hoa cúc đây ca ơi. Cho các bạn xem. Đó. Ngon lắm. Mà cái này muốn ngon nữa Cam. Con biết sao không Cam? Bỏ microwave 10 giây Cam. Nè, bỏ 10 giây. Ngon không các bạn? Nó ấm ấm rồi nó. Rất là ngon. Mà này uống trà còn ngon ác. Mời các bạn. Nó béo. Nó xốp và nó mềm. Nó có cái độ dẻo nữa các bạn. Cái này á tiệm ship được cho các bạn ha. Vậy ba ơi, cái này mới không được. Muối ớt chú Hải ship được. Ăn còn ăn đi. Nhưng mà cua không có ship được nha các bạn. Nó bóng. Nhà ăn nha. Ngon. Hâm lên nó thơm liền ha. Thơm. Thơm lắm. Hâm 10 giây thôi nha, còn hâm mấy giây? 10 giây. Hâm nhiều quá nó quýu lại. Cái độ ngọt nó nhẹ nhẹ thôi, nó vừa phải chứ không quá ngọt ha. Bánh này nó xốp. Thanh tâm cho béo. Nó xốp. Ăn này uống trà số 1. Nè. Cái mà bạn không hâm á gọi là nó không có mềm bằng. Các bạn coi nè. Đó, hâm xong rồi nó mềm vậy nè. Nóng nóng ngon. Hâm lên ngon hơn. Trời ơi, anh thích này lắm mà. Giờ anh hâm chơi ông bà cô chú ơi. Mà hôm nay không biết gì nữa. Không chịu lên sóng. Nó con mệt quá, con không muốn lên sóng. Đầu tuổi này là mà biết mệt. Mình thấy á, ở đây, nếu mà ở đây thì mình ra mua ăn. Còn ship á, mình không biết nữa, tại biết sao không? Nó có thể bị mớp á. À, tại nó mềm á các bạn, cũng có thể bị mớp. Mà cũng rẻ các bạn. Nè trên, là con chào bà cô chú đi, qua đây chào bà cô chú một cái đi. Qua bên đây nè. Chào bà cô chú. Nè nè, không, cái đó chưa hâm. Con muốn ăn cái loại mà chưa hâm hả? Nè, cảm ơn Út chưa? Cảm ơn Út. Chi và gia đình sẽ cắm trại ngoài vườn, sẵn chia sẻ vườn cho các bạn xem luôn ha. Bây giờ là cả nhà dựng lều, tối nay là cắm trại ở ngoài sân. Sẵn đây quay cho các bạn xem dưa hấu trên đền ảnh trồng nè các bạn. Trước khi mà ảnh đi du lịch mùa hè đó là ảnh coi nè các bạn ơi, ông bà cô chú ơi, trên đền ảnh rải hậu ảnh tự trồng nha ông bà cô chú. Nó lên như một cái đám rừng à. Năm nào cũng trồng dưa hấu mà không bao giờ ăn hết ông bà cô chú ơi. Đây trái dưa hấu nè ông bà cô chú ơi. Trời ơi nó bự quá trời. Ủa hôm bữa cái trái này bự mà chưa ăn được hả đại ca hả? Ủa trời bên đây bự quá trời luôn. Wow, đây nè đại ca, tổng cộng mấy trái nha đại ca? Đâu ở đâu nữa chị em với? Trời đây cái trái này chích này à. Đâu đây nè, đó chơi là ảnh trồng ảnh tưới nước đó ông bà cô chú ơi, thấy thương không? Vậy hai trái này em nghĩ chắc hái ăn đi đại ca, chứ năm nào cũng trồng mà không ăn các bạn, giống như là năm nào cũng trồng xong rồi không có nở ăn, năm nay chắc hái vô ăn quá. Này là hộp này là mua ở ngoài Walmart hay là Home Depot gì cũng quên rồi, bữa trước khi về Việt Nam 1-2 tuần á là mình cho chơi đàn ảnh trồng này. Ôi trời ơi, về giống như một cái đám rừng vậy đó. Cây đào ra quá trời trái luôn nè, thấy ghét dễ sợ không? Đào mua ở trong Costco á. Còn đây là cây lá giang, hôm bữa mua ở trên EKT nè, 50 đồng. Rau dấp cá thì quá trời luôn mà không ăn các bạn ơi. Đâu có thời gian là mà ngắt vô. Ra bông quá chừng quá đất luôn. Sao cái lá của cái cây thân nho của mình nó bị vàng quá à? Có bạn nào biết tại sao không? Lá này nó vàng nghĩa là nó thiếu nước hay là dư nước vậy ta? Một tuần thì mình tưới 2-3 lần. Đó, mình tưới 2-3 lần rồi một bón phân. Nhưng mà sao mà cái lá hôm bữa trên EKT mình thấy nó xanh lè. Cái này về thấy nó vàng khè luôn.
đây trời tối. Ủa ngoài này là bốn người trong đây á hả? Ủa sao không mở đèn lên chứ Định? Trời ơi tới hù luôn á. Hello hello, chào ông bà cô chú này chị Định. Chào ông bà cô chú. Ừ, tới mở chưa cười con. Con nói đi con chào. Chào. Con chào. Con chào. Ông bà. Tối ra đây ngủ các bạn. Có cái mền sleeping bag giống vậy nè. Ấm thì ấm luôn, đã lắm. Tối nằm đây chơi. Nướng khô mực ăn. Vui các bạn. Cái lều này á, là ngủ được tới 8 người luôn á các bạn. Tụi Kitty hay đi cắm trại cho nên là mua cái lều này 3 người nằm cho nó thoải mái. Tối nay là gia đình Kitty sẽ ngủ ở đây. Em gái của Kitty thì đang ngồi nướng khô mực. Đây. Đó. Có cái lò nướng khô mực ở ngoài này. Đáng lẽ là làm cái lò này nhưng mà không có than các bạn. Cho nên là phải nướng cái lò ga. Trời ơi nghe khô mực thơm thiệt là thơm luôn nè. Ai có kiên nhẫn lắm mới nướng khô mực nha các bạn. Tại vì nướng khô mực là nướng lửa nhỏ lâu lắm, nãy giờ 20 phút luôn rồi. Nướng xong phải đập dập dập như thế này cho mấy cái khét khét nó chạy ra. Rồi mời tất cả ăn nha. Rồi Cam. Trời ngon quá. Mời các bạn. Nè con chấm cái tương không đi. Mời các bạn nha. Ăn không? Khô mực ngọt. Ngon. Cái này là phải cảm ơn bé Nhã. Bỏ công ra đứng nướng. Ủa nãy thấy ngồi mà. Ngồi ghế giờ chuyển qua đứng luôn. Ngồi lâu quá cũng mỏi. Ăn này là có đồ chua nó mới ngon. Hôm bữa mua bên Việt Nam 1 kg không rẻ nha. 1 triệu hình như 1 triệu 2 30 ngàn gì đó. Cho 1 kg. Để như cái gì đó. Là cũng 40 mấy 50 đô á. Đó, ăn khô mực xong giờ vô đây chơi tiếp. Giờ cái chị đi ngủ các bạn ơi. Hẹn gặp các bạn buổi sáng nha. Chúc các bạn có một buổi tối ngủ ngon lành. Chào bà cô chú. Phải công nhận gương mặt có sáng sủa hài hòa hay không thì cũng cần phải có một cặp chân mày đẹp hợp với gương mặt của mình. Chân mày cũng giúp mình tỏa sáng. Ngày trước mình đi xăm chân mày lỡ bị chỗ xanh và đỏ, đi sửa nhiều lần nhưng không được. May sao mình biết được em Kelly Hà, chuyên gia phun xăm thẩm mỹ, thế là mình đến làm liền, làm xong vô cùng hài lòng. Kelly Hà là địa chỉ thẩm mỹ uy tín, chuyên nghiệp, chất lượng, đã có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực làm đẹp, luôn đón đầu các xu hướng thẩm mỹ hiện đại với kỹ thuật mới, với các dịch vụ làm đẹp như phun môi, phun đông mày, phun mí, sửa lông mày, chỗ xanh, chỗ đỏ. Với mục tiêu luôn hướng tới vẻ đẹp tự nhiên một cách hoàn hảo, Kelly Hà mang đến cho khách với cam kết không đau, không sưng, không kích ứng và không chảy máu, an toàn tuyệt đối, màu mực tự nhiên, bền đẹp theo thời gian, không cần kiêng khem, đẹp ngay sau khi làm. Đặc biệt có giảm giá từ 50 cho tới 100 đô tùy từng dịch vụ, đặt lịch ngay để nhận được ưu đãi và tận hưởng các dịch vụ tốt nha. Nếu mà được bạn nào có nhu cầu, nhất là mùa lễ này nè, mà mua một món quà ý nghĩa tặng cho ông bà, cô chú hay là cha mẹ hay là vợ người yêu, đó là Kitty thấy hắc nhân sâm mà Kitty đang uống rồi các bạn ơi. Mỗi ngày Kitty uống một ly buổi sáng để cho nó giúp cơ thể của mình. Mình mà không uống là các bạn thấy người mình nó mệt mỏi lắm. Bây giờ mình uống xong thì mình cảm thấy mình có năng lượng để mình làm hơn. Nhất là những bạn mà làm nail, làm tóc mà ham làm quá mà làm biếng ăn á, thì làm ly như thế này nè các bạn, pha sâm với là mật ong uống. Sâm này rất là tốt nha các bạn. Mình đã thử qua và mình thí nghiệm cho các bạn mấy tháng nay rồi, cho nên mình mới dám giới thiệu và mình mới đem về tiệm bán. Thì nếu như mà bạn ở Mỹ, tiệm có ship xuyên bang toàn nước Mỹ, free ship nếu bạn mua minimum là 299, hiện tại đang có giảm giá. Một cái hũ sâm như thế này bình thường nếu mà bạn mua trên Amazon là 499, nhưng mà đang giảm giá ở tiệm tạp hóa 7 Bosa là 299, được free ship cái hộp này. Còn nếu mà bạn nào ở Canada, ở châu Úc, châu Á, ở Việt Nam đi, bạn muốn ship
thì cũng có ship luôn nha các bạn. Thì bạn gọi số phone khác dùm KT, đó là ở tiệm vàng PJ Jewelry ở trong chợ Lucky Seafood á, bạn gọi vào thì người ta sẽ ship ra ngoài nước Mỹ. Các bạn có thể gọi vào là người ta sẽ ship cho các bạn. Cái giảm giá này rất là nhiều, tại vì sau lễ này là công ty sẽ không còn giảm giá này nữa. Cho nên là nếu mà bạn thấy có nhu cầu mua cho cha mẹ đi, cha mẹ mình đau nhất, người lớn ta hay bị đau nhất xương khớp, đau nhất và mệt mỏi và không thấy có năng lượng á, mình nên mua mình tặng cho cha mẹ, ông bà cô chú. Và các bạn ơi, sâm cho trẻ em cũng về rồi nè các bạn ơi. Trong thành phần của sâm trẻ em là có nhung hương New Zealand, hồng sâm cô đặc 6 năm tuổi, có thịt gà, heo, thịt bò, tôm, cua, hào, bào ngư, chai sữa, cà chua, đậu nành, lúa mì. Công dụng là giúp phát triển trí não, giảm tăng căng thẳng và tăng khả năng tập trung cho trẻ em, và giúp cho trẻ em hấp thụ canxi, tăng trưởng chiều cao, ngăn ngừa các bệnh về xương khớp. Và mình rất là thích đó là gì? Đó là tăng chiều cao đó các bạn ơi. Và ở trong đây cũng giúp cho trẻ em được tăng cường hệ miễn dịch và sức đề kháng, hạn chế tình trạng cảm cúm và cũng là sổ mũi ở trẻ em nữa. Rồi cải thiện tình trạng biếng ăn, tăng khả năng hấp thụ chất dinh dưỡng cho bé và giúp cho bé ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa, ngăn ngừa chứng khó tiêu, làm thanh lọc và giải độc gan cho bé. Thì thường giá gốc là 160 đô, nay giảm xuống còn 120 đô cho mùa lễ này nha các bạn. Sâm này đang rất là hot luôn á, cho nên là rất là nhiều cha mẹ mua cho con của mình, giúp cho các bé giảm căng thẳng và giúp cho phát triển trí não và hấp thụ canxi và nhất là tăng trưởng chiều cao á các bạn. Cảm ơn các bạn nhiều lắm nha. Nếu mà được thì mua ủng hộ KT nha. Xin thông cảm cho KT là mình làm kinh doanh, kênh của mình là chia sẻ nấu ăn, chia sẻ đó đây, tin tức giống như cuộc sống anh ta và review nhà hàng. Nhưng mà mình cũng có kinh doanh, cho nên là thông cảm cho KT là đôi lúc KT chia sẻ gì và những món hàng mà đang giảm giá ở tiệm á, thì thông cảm cho KT nha. Nếu mà có nhu cầu thì mua ủng hộ KT, còn nếu không thì bỏ qua giùm KT, đừng có la KT nha. Thì mình kinh doanh cho nên là mình sẽ giới thiệu những gì mà mình đang buôn bán nha các bạn. Cảm ơn các bạn nhiều lắm, mến chúc các bạn một ngày vui vẻ, an lành và hạnh phúc. Tiệm trang sức PJ Jewelry nằm trên lầu 2 của Phước Lộc Thọ tại Bosa có những chương trình giảm giá cho tất cả các sản phẩm từ 50-65%. Kim cương US 1 1 carat giá thường là 900, nay giảm còn 450 đô. Kim cương chiếu lấp lánh y như kim cương thiên nhiên và có certificate như GIA kim cương. Những trang sức bạc Italy giảm 65%. Những vòng trầm hương 108 hạt loại thiên nhiên giá thường 900, nay giảm còn 300. Trầm hương được xem là tinh hoa mẹ thiên nhiên dành tặng cho nhân loại và còn là đại diện cho một tâm hồn hướng thiện, ái và an yên giữa cuộc sống đầy thách thức. Thật không khó để thấy rằng đeo trầm hương 108 hạt có ý nghĩa vô cùng tích cực, tác động đến đời sống con người. Lễ sắp đến mà không biết mua gì tặng cho cha nè, cho mẹ, cho vợ hay người yêu, bạn có thể ghé tiệm PJ Jewelry để tham khảo. Hiện tại tiệm có free ship toàn nước Mỹ. Nếu bạn ở gần khu Bosa hãy ghé tiệm nằm trên Phước Lộc Thọ tầng 2 trên lầu nha, hay gọi 714-726-9911. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ KT trong những thời gian qua. Mến chúc tất cả các anh chị em cô chú có một ngày vui vẻ, an lành và hạnh phúc. Nếu thích video này nhớ bấm nút like ủng hộ kênh KT nha. Thank you for watching. Bye bye, see you next time.